em vừa về được là anh mới nói đi giới thiệu luôn cho anh em xem. Về được một cái loa của phê đan, loa cổ của phê đan về kẹp 70 các series, về kẹp 70, về kẹp 70C, về kẹp 70D. Ở trước mặt anh em đây, ở đây em đi từng đôi một nhá, từng đôi một cho anh em ngó nhá. Đầu tiên là em về kẹp 70D này, à đây quên, về kẹp 70C. Em này thì có 3 đường tiếng, một bản 30, đấy, một chung, chung em 18, đấy, với một tẹp, tẹp giấy, đấy, đấy. Loa vào hồ tuyệt vời đẹp, cái này nhà bác Lào có đồ cổ bày thì tuyệt vời, máy vầy, máy viện, nhìn như cái tủ, to lắm, cắn đây, cắn cược, rất đẹp. Hậu nhập đây, đằng sau nó như này đây. Còn bên cạnh con cái kẹp 70, con này cũng khủng, con này bán 30, chúng đây chúng giấy, nó như con xem như con cái kẹp 70C, nhưng con này chung rất gâu, chung con này 25, 23, 25. Con này trung âm thì rộng vô địch. Nó thiết kế hình vuông, nó không có mái vầy như con này. Đấy. Dòng này thì hiếm. Bản thân những người đã sở hữu, người ta rất thích cái đôi này. Trung âm nó lồng lộng. Về kẹp 70 anh em nhé. 18-6. Đây là con với kẹp 70D. Đây, có lại về được hai đôi. Hai đôi đây, bọc bọc càng nhiều đây. Đây. Có lại là 4 nước tiếng, một bản 30. Đấy. Chung này tép này. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Mệt tin hai lần. Các cái hoa tiện trắng khắp các gỗ rất là đẹp. Máy vầy. Gỗ này gỗ thịt anh em nhé. Những cái này mà làm gỗ xưa là chết tiền. Đây là cái tăng của con với kẹp 70. Tăng với kẹp 70 nhìn rất đẹp. Nhìn là mê ngay. Đây. Tên biển hiệu của em đây. Cái này là con 70 thương này. Đây. Đây, nhìn này. 70D này. Rất là đẹp. Cộp. Cộp quá. Bề ngang của con này nó rơi vào khoảng 6-70 phân. Nó cao thì khoảng 6-70 phân. Nó hình vuông. Đây. Ngoài ra mấy cái đôi loa mi, loa để hát này, vô bên bê này, Mexico này, dòng monitor này. Đây. Đây, còn khủng lắm này, khủng lắm, khủng lắm của San Sui, to đúng, mấy nghìn, chạy 8 con số sắt, chất gấu. Đây là em này em, tiền ở 1.500 TD này, thêm em 4.000. Xong cổ CD một loạt đây, 33 tiếp tục có là X33 này, số đi có đây 391 này, cái nút đây con này đẹp đấy.
Nhìn nó còn sợ hơn con địch bà bài hết. Rất hầu. Hai và XC71 báo cáo được rồi. Còn gì đây? Để anh em xem nha. Cú số ly. Số ly gì đây? À, con này 5 đĩa. Được cắm điện rồi, ngăn bỏ cả nha. Cắm điện nữa này nè. Đây, đi điện nào. Đây à. Úi giời, 5 đĩa, tất xoay. Anh em cần chị alo nha.